Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một tựa game là Pascaland. Ok, audio good. Vào game 2. Start new game. Mình chơi Number đi ha. Chưa biết nó như thế nào, chơi nào một thôi. Cái hang động gì thấy ghê vậy? Một người này không? Đi vào cái hang động rất là thấy gớm. Ê, cái gì đây? Đồ họa pixel nha mọi người. Game này đồ họa pixel. Rồi, đến cái tay này. Rồi, nút vào trong. Rồi luôn, có một phòng từ trường nó bao lấy khoảng không gian đó. Game này theo như mình biết là chúng ta sẽ làm cướp biển không gian á. Chúng mình sẽ làm cướp biển. À, cướp biển một trời cho mình cướp biển không gian. Eva, hay là đừng đi. Gì vậy? Đó là nơi mà The Real Officer's Training. Nơi một cái officer sĩ quan huấn luyện hả? Em không hiểu được đâu, chị đã vượt qua cái khóa gì đó. Obstacle là gì đó. Chị đã hứa với bố rằng chị sẽ trở thành một người trưởng thành hả? À không phải, chị sẽ chứng minh với ba rằng chị đã là người lớn. Ông ấy sẽ phải dẫn chị theo trong cái lần thám hiểm tiếp theo. Thuốc ớt phải gì ta? Khi họ bắt chị thì chị sẽ bị súp ớt. Chị sẽ không trốn nữa đâu. Chị sẽ nói chuyện với Master Edon để mà nhận chị vào. Gì đây? A ring around mark your goal. Ok. À đây. E, nói chuyện. Hai, hôm nay có cái huy chương nè. Vậy là ổng là đội trưởng chăng? Eva, cái con nhóc kia có phải là Alice đã distract hả? Là phân tán? Phân tán sự chú ý. Không, ta phải vượt qua cái này. Mà tôi không còn nhỏ ở đâu, tôi 12 tuổi rồi. Ồ vâng, thật là một sự khác biệt to lớn. Chính xác thì đây là sinh nhật của mày. Rồi, đây là những gì chúng ta sẽ làm. Hãy chứng minh là mình vẫn hơi bắn súng được. Và sau đó, ta sẽ cho mày đi vào cái trial làm súng. E. Wow, cảm ơn. Tôi sẽ chứng minh những thứ mà tôi có thể làm. Bắn nó đi. Wow. Cháu đúng là một tay thiện xạ Eva à. Mặc dù tôi chưa có một con mắt thôi. Nhưng mà cái gì đây? À, cháu làm nó cho giống với huy trưởng Brand từ cái chuyến phiêu lưu ở trên rìa của bầu trời à.
Ba của cháu đã đọc tất cả những cuốn sách về ông ấy cho cháu. Được rồi, thiên trưởng. Được rồi, cháu yêu à. Cháu giỏi hơn một vài tay súng của ta đấy. Nhưng mà đừng nói với họ điều đó. Được rồi, chúng đã hứa với cháu là sẽ cho cháu đi khi mà cháu bắn chúng. Ông nội của cháu sẽ giết ta, nhưng mà... Ok, đây là cơ hội cho cháu. Cảm ơn nhiều. Được rồi, đi thôi. Ê, giờ nó sẽ có vụ lật tăng hả? Không phải, kêu là cái độ chính xác bị giảm á. Về mình đoán nhanh như objective. Sao đi qua đây nhỉ? Xuất vô hút. Chụp phải. À, chụp phải là bắn bắn ra cái bắn này. Không được. Mình phải đi qua à, phải chăng? Mấy đầu em bí rồi. To reach draw round and then mình có thể lộn một vòng xong rồi mình mới mình mới hơi đứng tim nha. Ây da, đạn hết đạn. Mày gì đây? Ăn trang này hồi máu chắc. Injury heal. À, tăng hồi máu trong vòng 1 phút 30 giây. Không bắn được. Như objective. Aaron, mày tốn bao nhiêu lần để hoàn thành khóa huấn luyện này vậy? Ta đã hoàn thành nó trong lần đầu tiên. Ồ, không phải tin được. Mày ơi, nói nhiều quá. Nè. Aaron. Rồi, quay về thôi. Ép. Ồ, kill still. Nghe chung. À, ok. To run, oh shit. Về, mark it. Hộp về. Ok. Máu đâu? À, đây, mình có một cái mark it. Sao? Lụm cái hộp hồi nãy hả? Hình như là mình quên lụm cái hộp rồi. Mình đi lụm cái hộp lại. Chạy đi. Run. Đây cái hộp đây. À. Vẫn chạy được. Ok. Sao không e được? Rồi, làm được rồi. Cảm ơn Mr. Jim. Mày không cảm ơn Eva hả? Nó đã mang về đấy. Không, không, cô ấy đâu. Nửa Novolian thôi. Người hả? Người Novolian. Thằng này có vẻ không bằng lòng lắm.
Đừng bận tâm về điều đó Eva, được rồi. Dù mọi người nói gì đi nữa thì cháu là làm cực kỳ giỏi. Ừ, hiểu gì. Ôi trời ơi. Let me play the game. 10 phút rồi, nãy giờ 10 phút rồi, nói hơi nhiều nha. Hay giờ mình dịch, dịch lâu ta. Ông nội nó đây hả? Ê John, đừng ta đã nói đừng cho nó vô đó mà sao mày vẫn cho nó vô đó vậy? Đây, chúng ta không có lý do gì để mà lãng phí tài nguyên của tài năng của cô ấy cả. Cô ấy sẽ ra một chỉ huy giỏi. Đúng rồi ông nội, cháu đã vượt qua cái trial đấy, cái trial thử thách ha, chính là thử thách gì không? Rồi nhưng mà ta sẽ, ta sẽ bị đau tim sớm thôi. Rồi hãy nói về ngày sinh nhật của cháu đi. Đây là món quà dành cho cháu, nó tên là Luma. Ok, Luma là cái gì đây? Luma là một con bướm. Ta có tin tức mới đây. Richard đã trở về từ chuyến thám hiểm và anh ấy đang chờ cháu ở tàu cha. Ôi, cháu đã không gặp cha từ rất lâu rồi. Đi thôi, nhanh lên, đi gặp cha đi. Luma sẽ giúp cháu đem theo hành lý. Let's say to me. Say. Oh. Bye bye. Fuel station. Bay tới trạm nhiên liệu trước. Ok. Sao lên nè. Ê, hey, vui vậy. Thích đẹp em. W là tăng tốc, giảm tốc. A là anti-clockwise. D là turn clockwise. À ha, có vẻ phức tạp. Ây da, cái này là độ hold capacity, có thể chứa được bao nhiêu cái đạn, sửa chữa tàu, nhiên liệu, fuel, energy. Ok, có kỹ năng nè, chắc là cái áo màu tím là để dùng kỹ năng ha. Này là tăng tốc. Quẹo thắng. Ồ, nhìn cũng hay quá ha. Cannon volley, bắn là dùng. Nó có đạn đâu mà bắn hả? Oh. Này mình phải đổ tàu vô kia. Thật ra cái game This War of Mine nó cũng hay á, nhưng mà vì một lý do gì đó mà kênh mình nó không có được xem ở cái video đó, nên quyết định mình thử xem là chơi một cái game mới coi là nó có được xem không. Sao vậy? Sau này mà có duyên thì mình sẽ chơi lại game đó. Hoặc là mình có thể chơi xong mình tổng hợp làm cái video cho mọi người mình chưa biết nữa. Mà game đó hay, mình vẫn muốn chơi nhưng mà thật ra sẽ không có được view cho mình chơi nữa. À không, mình không quay video thôi trước khi mình muốn lén lén chơi. Ủa làm sao? Ao, ao tu. Ao tu đổ cái tàu vô đây. Dê xe ra coi. Chưa từng lái xe hơi. Nên hơi gà. Vậy đúng không? Thắng là cái gì vậy? À. Sao? Sao không thắng được? Ở kìa. Fellowship là tạp gia. Và nó chỉ đồ ghế vô đây trước. Yeah. Hả?
Rồi thôi, gây mặt trước hả? Okay. Ê, chết mẹ rồi. Rớt, rớt xuống rồi. Đó. Phải rồi. Sao vậy? Oh, thế là mình rớt được xuống tàu luôn à. Sợ, 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 sợ. Để mình qua mặt trước bộ ơi, qua mặt trước. Thắng lại, thắng lại, thắng lại. Hiểu rồi, hiểu rồi. À ha. Thì ra là thế. Ờ, cũng hay vậy. Mua. Mua. Mình có 10. Mình có 200. Fuel. Chà, chứ không có thấy được. Này là cái gì? Cái này là Capsia. Để chứa thêm hả? Còn cái này là à. À trời ơi, à. Chưa quen với điều kiện lắm mọi người ạ. Rồi làm sao nữa? Ủa má ơi, thắt rồi sao nữa? Ô hô, que que mai đồ. Ủa má ổn không? Que hàng. À ok. Ồ. Ồ hồ, cũng hay á. Ồ nghe. Đấy ơi nữa. Ổng xanh hết không? Vậy là rồi, đây đây. Như thế tàu cha thôi. Cái này là gì ta? Cái này là nhiên liệu nè. Này là bánh lái á, em là bánh lái hả? Battleship. Ok, biết rồi, nhấn ship để nó bay nhanh. Đây rồi. Swarm là cái gì ta? Tao đã thấy bằng mắt của tôi, ông già. Phải không? Để tốt nè. Mình đấu ngang hay đấu dọc ta? Đấu ngang chứ hả? Nữa. Đâu sao nữa. Ây, đi thiệt mà lọt dưới hoài khổ. Ừ. Rồi làm gì nhau nào? Ghi đề bóc tôi đúng cha. Nữa, trời ơi. Ông ổn mọi người ơi. Cái lọt lọt xuống đất chứ. À không phải. Lấy cái này. Phải luôn. Đúng rồi đó. Nói chuyện với cha. Ba ơi, thằng nào lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Ba đã đi đâu vậy? Ba đi tới rìa của bầu trời chưa? Ta thấy cái vòi trăng không? Đừng có hỏi tào lao nữa. Thằng nào cha bị đau đầu đó. Tại sao lại có cái miếng che mắt vậy? Con mắt con thì ổn, con làm gì cho nó chạy thôi. Ba có tin tưởng được không? Con đã vượt qua cái bài thi thử của Marshall. Giờ ba có thể đem con đi hướng dẫn được rồi. Ủa, để thám hiểm được rồi. Không đâu Eva à, chuyến hành trình này rất là nguy hiểm. Nhưng mà con đã 12 tuổi rồi. Tới nay thì ông nội sẽ tới sinh nhật cho con. Ê, ta phải nói chuyện với đồng đội của ta nếu mà con không phiền thì. Và lấy cái băng gạc nó ra đi, con không cần nó đâu. Oho. Nhưng mà con nhớ cha. Được rồi. Trong hộp này có cái gì đây? Thằng kia hả? Không phải. Đây là cái gì vậy? Tại sao con không đi với cha hả? Bây giờ. Vâng đúng rồi. Chúng ta có thể ở España.
và lâu hơn nữa. Mà con không muốn đi đâu, còn muốn tiệc thì sao? Hãy viết thư cho mọi người. Ai à, như này nó thật là khó khăn cho con ở đây và mọi người nữa. Mọi người rumor là cái gì đó là bởi vì ba chưa từng nói với mọi người về mẹ. Ba luôn im lặng và đổi chủ đề. Có phải bà ấy vẫn ở Novon không? Đó không phải là vấn đề. Chúng ta phải bay ngay bây giờ. Vậy sao? Sau khi thấy cái đó thì ông đòi dẫn con này theo. Tại sao? Tại sao? 8 năm sao? Trời ơi. Cho tôi chơi một cách bình thường được không? Cho tôi chơi đi. Trời heo. 8 năm sao? Quá trời hẹn mình. Ê! Lớn rồi nè. Họ đã nói rằng con sẽ trở thành một chiến sĩ giỏi. À, một cái gì đó từ đế chế Uzan. Không phải, học viện quân đội Uzan sẽ giúp con. Tóm lại là con này bị bất ngờ trước những gì đã diễn ra. Trời, mình có một cái pháo rồi. What the. Ấy, ai đã bắn mình kìa. Nhà nó bắn nó lại. Cướp biển tới rồi. Giữ chuột phải để bắn. Bắn pháo quên không. Delay to loss of volley. Ấy, ấy. Ôi, chết gắt luôn. Này quá. Sửa tàu thôi. Nó đâu rồi? Hết hồn. Ê! Ủa má nó rất thiệt mẹ ơi. Nữa. Khổ quá. Hồn e hả? Phải đây đây hả? Trời ơi trời. Cướp biển. Cướp biển bầu trời. Cướp trời. Không tặc đúng rồi. Không tặc. Không tặc mà rớt xuống đất ngoài. Oh. Mò. Xin chào chỉ huy. Tôi muốn nhắc nhở rằng cái nhiệm vụ chính của bạn đã được nhiệm vụ chính của bạn là điều tra về cái sự thiếu hụt lack of respect. Chúng tôi mong rằng sẽ có một cái báo cáo chi tiết về tình hình. Aspania là một cái tài nguyên chiến lược và cái đế chế cái chuyện nó sẽ không muốn bị mất đâu. Over. Khi mà tôi thấy ông Maso, tôi sẽ nói với ông rằng những suy nghĩ của tôi về cái học viện và chỉ huy. Tôi đã từng là một Novalian, một người Novo. Nhưng mà khi tôi tới Novo thì họ gọi tôi là Uge gì đó. Nhẹ, trời ơi nói nhiều quá đi. Let me play the game. Ok, play. Trong đây có bán y tế không? Không có. Không tặng. Quái quỷ gì mà mình cứ rớt xuống đất quái chạy, khổ quá. Đi về tàu ra thôi. Ê he he. Có cái gì đó ở đây. Ủa tàu ra ở dưới. Ê cái sai cannon nó nhìn hay quá nhỉ. Cannon volley. Đụng này chắc chết mà. Còn pháo này thì sao? Cái này có phải là cannon volley không? Ê đúng. Chà đó, đụng rồi. Ê mấy con chim này lạ quá ha. Ê lên nhạc rồi. Có biến chăng? Tạm nha. Nè. Ê, bị gì vậy?
Hãy để những chân thần đi, họ không gây nguy hiểm cho mày đâu. Mày phải nói chứ suy nghĩ. Cái gì đây? Massage. Chuyện gì đang xảy ra đây vậy? Được rồi, ta sẽ deal with the Raven Cross. Sự đóng cái biển trước và hỏi sao. Này mà lấy tàu bắn nó được nè. Tôi sẽ rớt xuống đất không mọi người ơi. Vô đi chiến đấu với chúng đi. Bình tĩnh bắn nó mới trúng mọi người. Rồi chúng ta sẽ tìm cách lẻn sau lưng để mà chơi nó. Về nè. Nói về. Về là xem hả? Chứ về là cái gì nhớ rồi. Về là hầm ảo. Ủa chứ cái gì để đâm nó tao quanh bà đó này. Không có cái súng nha. Sai rồi. Nghe hả? Nghe là lầm đồ. Quên mất về cái gì đó sau lưng rồi về hả? Ít về. Về là hầm ảo hả? Sao đi giải cứu? Không. Từ đi ngay đầu hết tôi nói là được. Này nó chạy nè. Chết bà rồi, quên hết nút rồi mọi người. Quên hết nút rồi. Rồi nha, cái gì đi lộn ta. Ship là để chạy nhớ được ship. Đây. Đây là gì? Xe là cái gì? Rồi là cái gì? Rồi là đạn. À cái tâm sự chuyện nó làm. Đi qua đây hả? Ờ, lầm. Mình phải làm gì đó ở đây, mình làm gì? Vô nhà hả? Không. Đi đây hả? Không luôn. Chứ làm cái gì? Ủa chỉ hết chỗ này coi. Nào. Nó chiếc hết. Mày. Ôi, ăn một viên đạn vô đầu rồi. Đau quá. Ngày nào hết thuốc cái viện trước hả? Mình có một cái nút mà mình quên mất là cái nút nào rồi. Không bắn ra nè. Này, quên nè, đầy máu. Đầy đâu mà đầy. À, nó slot nhưng mà đầy. Mình mắc kẹt cái gì vậy? Dạ. Ok. Nó có vàng nữa. Ê ba, có phải là cháu không? Họ đã nói rằng cháu đi đến học viện. À cháu đã nhận được cái tin tức của ở Lắc Hôn một năm trước. Chị đang xảy ra vậy. Hay. Hãy nói chuyện tôn trọng hơn đi. Ta không tôi không biết cô ra nhưng mà với hoa sơn như vậy là bạn thân nhau như này bà cô viện. Đừng có cá lộn nữa. Thằng khờ này tên là Peter, là trợ lý của ta. Ken Falcon. Cái cục này là một cái nhóm hoặc là một cái người gì mình không biết là cái gì nữa. Đã đang hiện diện ở Aspia. À, tôi nhớ là cướp biển. Tôi nó muốn săn cái Swarm Blitz là cái gì ta? Không biết. Bắt cóc mọi người, bắt bán họ cho thế giới nô lệ ở Nuvo. À, chúng tôi đã cố gắng để báo cáo về tình hình ở đây nhưng mà
tụi Falcon nó bắn tất cả chúng ta mà cố gắng rời khỏi Aspania với cái khẩu pháo. Chúng tôi đang muốn sử dụng Fathership để mà vượt qua đó, nhưng mà bằng cách nào đó tụi Falcon nó biết được. Và tôi biết kết quả rồi đấy. Nghe không? Cái gì vậy? Tên lửa. Nấp đi mọi người. Oh no. Ấy là chiến tranh nè. This war of mine nữa rồi. À, cái tấm hàng kìa, lái được, lái được. Trên này lái được nha. Đâu rồi? Maso. Đừng, ông ấy bị thương rồi. Eva. Hãy nhận lệnh. Gì vậy? Không, tại sao là ta? Tại sao là con? Ta phải đưa nó cho một người sĩ quan có kinh nghiệm. Là con. Mà Son, hãy giữ sức đi, đừng nói nữa. Ta không còn nhiều thời gian đâu. Đi bà, hãy chăm sóc cho Fathership và Display. Display ý là hàng ngốc này hả? It just hàng này chỉ đọc hàng ngốc thôi. Hứa với con là à, con hứa con sẽ làm gì có thể. Được rồi, ta biết là một ngày nào đó con sẽ trở thành à. Maso là cái chức danh thôi hả? Không, là tên là Elden. Maso một ngày nào đó. Ý chết rồi, ngại quá. Hóa ra tên này mình là Elden. Maso là một chức danh kiểu như Captain America hoặc là Captain Captain Ryan. Captain ôi ơi đâu còn ai chôn con em ơi. Tôi nghĩ đây là cái quan tài cuối cùng. Ok. Chà, nãy giờ mình mới phát hiện là cái mic mình nó bị xoay ngược hơn một chà đó chứ. Mà xoay ngược hơn mà do cái mic cái mình gắn cái dây vô á, cái nó bị xoay á. Không biết nãy giờ nói chuyện mọi người nghe không nè. Thấy mẹ rồi. Chết bà rồi. Không biết nó bị xoay từ bao giờ. Sao ta, sao để cho cái dây nó bị xoay nữa. Biết luôn. Cứu! Giải cứu cái mít. Talk to Peter. Trời đâu? Trời. À, cắt đi rồi. Đừng hãy đến này và tham gia đi Peter. Cái bức thư của con cần được vị trí. Nó chỉ là một vài bánh chày thôi bác sĩ nhà. Có nhiều người giúp hơn ở ngoài đó. Hello Maso. Maso là cái chức danh này. Tên của ta là Ruther. Con cần hỗ trợ về y tế không? Không, không sao. Mọi người đã sẵn sàng rồi, Peter. Tới lúc bắt đầu rồi. Tôi phải nói là tạm biệt. Nhưng mà tôi không giỏi nói lắm. Tôi sẽ lãnh đạo cái cuộc cái buổi tang lễ này, được yên tâm. Tôi đã không ở trên tàu cha một thời gian rất dài rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ rất nhiều. À, nhưng tôi sẽ nhớ cái sự mất mát ngày hôm nay chúng ta. Nó thật là đau đớn cho tôi để nói lời tạm biệt với những người đã ngã xuống. Elden sẽ nói rằng là đã nói rằng công lý luôn chiến thắng. Anh ấy đã là tốt mà là một Maso tốt, Maso là cái trại. Tôi sẽ đi theo cái hành mẫu của anh ấy. Bầu trời thì luôn vội vã hả? Chết thật hay vậy? Bầu trời thì luôn vội vã. Ê! Nó kiểu như là một khẩu hiệu á. The sky always hungry. Hungry à? Chết rồi, hungry vậy thôi. Đem đi nổ luôn. Trời. Hay vậy mà nó không nhận ra đó. Mọi ta chết thì nó đổ. Nhạc cũng hay quá chứ. Ken. Được rồi, Ken và cái đội của anh ấy phải bị, của tụi nó phải bị dừng lại. Tôi sẽ tìm mọi người đây. Tôi sẽ gom mọi người với nhau. Tức là tập hợp mọi người đây. Tôi không có làm đâu.
tôi đã cho gửi 20 cái quan tài ra một trời ngoài kia. Ý nói là vụ nãy á, không chính. Cha tôi đã chết tôi, bởi vì tụi Falcon và Elden cũng vậy. Tụi nó phải bị tiêu diệt. Không, con này nói là nó phải được dẫn ra tòa án công lý. Nếu không thì mình cũng giống như tụi nó trở thành cướp biển thôi. Tụi nó đang cãi lộn mà việc có giết tụi nó, tụi phát con hay không. Tôi đã sinh ra ở đây và tôi muốn phòng thủ nơi này. Nhưng mà chúng ta sẽ cần một cái mặt trước. Nó thật là vô dụng. Thằng này thì không thích. Thằng này muốn đi thẳng vào vấn đề là gắt bèm 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 tôi nữa. Nhưng mà tôi bắt đầu hiểu rằng tại sao mà Elden đã nói là thằng này không bị ngốc. Một cái dấu hiệu gì đó chăng? Là không phải sống ở trên cái thành phố New Iceland. Thành phố có xe gió à? Kể từ khi cha tôi và cha của tôi đi, anh ấy đã không mà. Đây là cái tàu của mình. Chà, mình có thể đổi tàu equipment. Thiệt chứ, nãy giờ cái mic quay qua đây rồi nãy nói chuyện có biết coi nghe không nữa. Khổ ghê. Rồi quay nó lên đây. Good. Hy vọng là nghe được. Mình có thể đổi vũ khí nè. Mình chưa biết lúc nào để đổi vũ khí hết. Mình có thể nâng cấp cho nó lên. Có nhiều cái hay ho quá nhỉ. Bỏ ra hoặc để cái này cũng được. Nâng cấp lên rồi. Này không nâng được, mà cái này thì nâng được nha. Mà không có tiền để nâng. Swarm Dam. Ok. Từ từ đi. Skystrip Journey Complete. Tiếp do tablet. Từ lúc nào nào. Ship. Mình có thể đổi tàu. Selected. Tàu nữa đâu mà đổi. Modify. Selected. Modify. Select the moment. Upgrade. Ở sao mình nó không cho mình à? Mình có pháo bên hông nè. The tsunami. Cái này vui á. Bắn một cái là lòi hỏng. Chắc là do chain skyship. Sao mà chain được không cái mà. Ok hiểu rồi. Resource. Hả? Mình có thể zoom in, zoom out. It's fast travel thôi. Hay là fast travel chứ. Có cái đèn hả? Phải lấy bằng tay nó mới vui chứ. Dạ, cái tay mình đẩy nó hơi xì đà. Biết rồi, cái tay mình đụng cái dây. Cái dây của cái mic. Trời đó, cho nên là nó bị chạm á. Xong rồi nó chạy bị ông á. Cái nó không ngay nữa. Ê chà, ngồi hơi khó chịu ha. Ê bay nhanh lên nào. Get to the fuel station. Nói chuyện với Alice. Nào. Ok. Hello. Alice lớn rồi nè. Eva. Thật sự là chị hả? Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Được rồi. Gym đâu rồi?
cái tài năng về kỹ thuật về máy móc của anh ấy sẽ giúp ích nhiều lắm đó. Tôi em thấy anh ấy ở cái workshop vài ngày trước. À, em đã gửi tin nhắn vài lần nhưng mà anh ấy không trả lời. Đừng trả lời đỏ. À, do con này màu đỏ. Do hàng đó làm việc nhiều quá thôi. Trời ơi, đừng nói chuyện nữa. Let's play the game. Đừng có tự dằn mặt bản thân nữa. Manchester cái gì? Cảm ơn Eva, em thật sự nhớ chị. Đây, lấy cái này đi. Em đã dành cái thời gian để mà à, em đã dành thời gian để làm từ đó. Chị không thể sống sót ở đây với một khẩu súng lục đâu. Oh, shotgun. Nó không phải shotgun. Ok, biết cách đỡ súng rồi. Mất thời gian để đỡ súng nhỉ. Barakana Namor. À, phải mua đạn. Hơi lạ. Mua đạn. Nói chuyện nào. Chúng ta cần mua ship armor. Thì mình không biết giá đó bao nhiêu hết ra thôi mình cứ mua đi. À 25 lấy gì một cái nữa. Ok, cái ta để dây hơi dướng mà không lấy dây thì cái dây nó chạy rồi cái mít nó quay nữa. Rồi đi tới chỗ kia thôi. Nhìn à, có cái khiên tàu mà nó quên bật lên. Cái vành đai nên là cái vành đai thiên thạch hả? Sao lại có cái này ta? Hello. Em bắt ship. Ok. Shield. Bật quy để cái khiên. À, nó sẽ bảo vệ tàu và cái phản đòn. Với lại cái sóng xung kích thì nó không. Ai à. Sao nó quay tàu ra. Ê, mình vừa lái đào mà mình vừa lái quên á. Né 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 né. Ok, vui á, nhưng mà còn hơi rối. Phải đi tới đây. Học rồi. Chào ơi. Có thằng heo. Ok, bắn đúng rồi. Cái này khó bắn quá. What the hell. Bắn không trúng rồi. Trời ơi. Đến đây. Cái này về bắn. Nào, thằng nào bắn sao. Lắm. Có nhiều cái này lắm ha. In redeem to phải cần. Mày. À, cái súng này là của mình. Bỏ tàng nguyên vô đâu đây.
Hết đạn rồi. Ok, làm được gỗ rồi, các bạn thôi. Cái shotgun này khó bắn quá ta, mình tưởng đâu dễ bắn. Hay cho mình gà. Có hàng nào đứng yên không? Tranh thủ lượm đầu cái. Hết rồi hả? Còn không? Còn ai không? Anybody here? Oh, có mấy cái gì lạ lạ nữa. Có mấy con chim. Cái cây đẹp quá. Bắn hoài không trúng. À, bỏ vô đây mình có thể lấy nó ở bất kỳ cái que nào khác. Bỏ đá vô đi. Gỗ nè. Moss box. Cái này chắc để lại coi thử. Đạn, sữa. Đây. Xăng dầu. Ờ, hình như là mình phải đi đi về đâu đó đó. Ít châu. Thế nhưng mà còn tài nguyên mà mình muốn lấy cái đã. Còn bắt tài nguyên ở đây. Ê, má ơi, à vậy. Nó trên đồ lọt mẹ giết rồi. Gỗ, chúng ta có gỗ ở bên này. Mày. Ê. Mày. Chết chứ con. Sao á? Đi nào. Có cái gì lạ lạ này nè. Ờ, tiền. Ờ, hả? Có một cái dấu ít gì đó ở bên đây. Đi về tàu cha thôi. Nó sẽ có cái gì đây. On a one station. Nó vẫn còn cục điện hết nè. Tàu cha. Ok. Mình nghĩ là hôm nay mình chơi tới đây thôi nha mọi người. Hẹn mọi người vào tập sau. Mà bây giờ mình thoát ra thì nó có chở vô nó có ngay chỗ này không thì mình không biết nha. Ok, thoát ra nha. Tạm biệt mọi người. Sandwich nè. Good. Hẹn mọi người vào tập sau.